cô chú coi chay nè, có ai sướng như nó không? Nó có hai cục kẹo luôn, nó có một cục kẹo màu green và một cục kẹo màu red. Cho nó ăn đó, chay đang ăn cho cô chú coi đó. Cô có mời cô chú chưa? Mời cô chú đi. Chú làm gì vậy? Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói đi xa. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương. Bây giờ mẹ với chay sẽ đi ăn. Ăn pizza hả? Ăn thịt gà hả? Trời ơi, bữa nay đổ ăn thịt gà nữa thấy ớn không? Trời đất ơi, ở đâu có cái idea này muốn thịt gà vậy? Sao vậy, ở đâu mà có idea thịt gà? Tự nhiên bây giờ mày muốn ăn bánh canh cua này để mày gọi chú đó nha. Con
tên gì đó cô chú nghe coi, bổ gì, nghe tên bổ gì trời. Thôi cấp cô chú đi cho nó không chịu nói chuyện, cô chú tắt đi cái đầu à. Chị nói đi, mẹ tên gì, bổ gì. Thôi tắt cô chú đi, bye bye cô chú nha. Ủa vậy chị thì cũng nói đi chứ, bổ gì, con nói đi, bổ nha, nói đi, nói lớn lên, bổ gì, con nói bổ ngạc đi. Nghe điện lì, nghe đi bay, điện lì kinh đi bay. Bổ ngạc rồi, rồi rồi mẹ bán cái gì, mẹ bán cái gì, lớn lên. Vô đây.
đâu. Mày chạy xe hai quay nó hồn, có phải con nó
con này, con tuổi này nè. Là mẹ đó nè, từ giờ về sau á, từ ngay bây giờ á, từ khi mà con biết nói con ấy là kia đó, là mô Phật chỉ là cầu phù hộ cho con có sức khỏe, cho con bình an, rồi phù hộ cho cả thế giới đều được sống trong ấm no, bình yên. Chỉ có sự phù hộ như vậy thôi, chứ không bao giờ được là Phật phù hộ cho con làm ăn phát tài hay là cái gì hết á nha. Chỉ có sức khỏe thôi nha. Dạ alo. Chị coi giùm em tâm. Em gửi vào cho thợ, chị thợ lúc nào đó chị coi, chị nhận ra đâu đang bỏ vô cái chị tên gì gì á, số mấy vậy? Số điện thoại em á hả? Dạ. À em định dùng số điện thoại. No no, cái tên mà chị gửi á. Cái tên hả? À cái tên của em Dung Lâm. Dung Lâm hả? Để em coi coi. Hả? Chị coi em. Đó rồi, mẹ cô chú rồi đó, có cô chú rồi đó, giờ muốn nói gì với cô chú nữa? Con muốn nói gì với cô chú, con nói lớn lên. Nói lớn lên con. Hả? Con nói nhỏ quá, cô chú không nghe, thôi mày cúp máy đây. Cúp đi. Không cúp không, không nói không cúp thì nói lớn lên. Con nói cô chú ơi, hôm nay một ngày của con, sao con tâm sự cho cô chú nghe coi một ngày của con như thế nào, một ngày của con như thế nào, sao vậy? Một ngày của con sao? Một ngày của con sáng con ngủ dậy mấy giờ, con làm gì nói cho cô chú nghe coi. Giờ con ăn được cái gì, mẹ cho con ăn cái gì? Mẹ cho con ăn cơm với trứng nè, na mít mì nè. Dạ alo. À, chị ở đâu bán con, chị bán con gì? Rồi chị tới liền á, tới liền. Ok chị. Rồi cái âm vô. Đúng là 20 phút, 25 phút là đồ ăn có liền. Giờ còn mình mời hai mẹ con mình ngồi xuống là ăn xong rồi mình đi, tới đó chay khỏi cần đợi nữa, con thấy không chay? Đâu có thời gian mà để mình ngồi đó mà mình kêu xong rồi còn chờ được ăn xong rồi hết thời gian rồi. Trời, mẹ đó buồn dễ sợ luôn á. Hồi nãy giờ làm cái video clip của con chứ con ngồi con khỏe re hả? Còn mẹ mày ngồi mày nói từ hồi nãy giờ, mày ngồi mày nói mày khát nước luôn, mày đói bụng luôn nè. Rồi, tới rồi, xuống đi ăn thôi. Con có mời cô chú ăn không vậy? Có mời cô chú ăn không? Ủa không mời hả? Sao kỳ vậy? Người gì tham ăn gì? Con mắt nó xạo sự kìa. Thôi đó coi, nó xạo quá cô chú ơi. Nó làm bộ nó ngủ. Ôi, nó dụi mắt nó nữa kìa. Rồi nó xạo. Xạo quá trời xạo luôn. Mà bây giờ mình đi bà Nhung chơi nữa không ta? Không. Ủa sao chú đó sao nhìn cái tướng cũng còn làm ăn được mà sao xin tiền vậy ta? Nhìn tướng đó, chủ cô chú nó cũng cao ráo lắm mà. Sao chú này không đi làm mà đứng dơ cái bảng xin tiền ta? Sao kỳ lại chạy hè. In the quarter mile, turn right, sắp tới rồi. Ok, xuống ăn. Không có xuống này. Hả? Không có xuống. Có xuống chứ, con nhớ cái nhà hàng mà ăn mà có con vô, cái có mấy cô chú lại chơi với con không? Con nhớ không, cái nhà hàng mà mẹ mua sinh tố bơ mà có sầu riêng á, nhớ không? Chút nữa vô uống cái đó nghe chưa? Chú mô Phật. Con trốn mô Phật hả? Trời, sao trốn mô Phật? Con làm gì con trốn mô Phật? Nói giờ nó nói không hiểu, nó nói chữ gì vô chữ gì. Xe mẹ ơi. Nè giờ vô đây nè, con nhớ là con uống thiệt là nhiều bơ sầu riêng nghe không? Mẹ ba tuần nay là con chưa ăn bơ đó, là mẹ phải đi chợ mẹ mua bơ về cho chay ăn nè. Mua bơ với lại sầu riêng về mẹ xay cho chay ăn, chứ mà bơ không chay con không chịu ăn nữa cô chú. Nó phải bơ mà phải có sầu riêng nữa. Đúng rồi, trời ơi nó đông dữ trời. Ừ.
ui trời cũng đông nè, đông quá trời đông luôn. Bơ mà phải bơ với sầu riêng mới ăn, coi chịu đời nổi không. Wow, đông quá. It's running. Hả? It's wrong, mom. It's wrong in this way. No, đi đường này mới đúng nè. Đó, đó mày đậu xe ở đây mới đúng nè. Chú mẹ ơi. Hả? Thôi bây giờ cái video clip hồi nãy giờ hai mẹ con mình nói cũng nhiều rồi, cũng lâu rồi, cô chú cũng đã thấy đủ cái độ đáng yêu của Chay rồi. Thì thôi chào tạm biệt cô chú tại đây, để mẹ với Chay xuống đi ăn nha. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào video clip ngày mai. Chào tạm biệt cô chú. Bye bye. I love you gì? Nói lớn lên. Lớn lên, nhìn vô đây nè, nhìn vô đây. Mi gió cô chú thổi cái coi. Mi gió cô chú thổi cái. Thổi cái rồi. Trời ơi, thổi gì kỳ vậy? Thổi đàng hoàng. Bye bye. Bye bye.